Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Zen Framework tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Bài học trước chúng ta đã cùng nhau cài đặt Zen Framework. Bài học này thì chúng ta sẽ xây dựng một module đơn giản đầu tiên. Bạn thấy thì đây là giao diện của Zen Framework khi mà chúng ta vừa cài đặt xong. Nếu mà ở đây bạn gõ là application ha, bạn gõ duyệt application. Rồi duyệt index chẳng hạn. Thì bạn thấy là giao diện của chúng ta vẫn chính là giao diện webcom này. Vậy thì application này chính là một module ở trong project của chúng ta. Và index này là một phương thức bên trong module application. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào source code ha. Ở trong module thì bạn thấy là có một module application. Và bạn mở src trong controller, bạn có là index controller. Trong controller này người ta đã tạo một phương thức tên là index action. Vậy thì giả sử như ở đây mình sẽ gõ là duyệt application duyệt edit chẳng hạn. Mình nhấn enter ha. Tuy nhiên thì mình nhận được một thông báo là bay nó found là 404. Vậy thì giả sử như ở đây mình sẽ tạo một phương thức nữa, copy nội dung này ha. Sau đó thì mình bắt vào đây. Ở đây mình sẽ đặt là edit action. Chúng ta sẽ tiến hành làm tạm thời mình sẽ echo ha, ra một tag nào đó. Rồi mình sẽ không return về new model. Ở đây mình sẽ tiến hành return false chẳng hạn, cho nội dung của mình nó sai đi ha. Mình tiến hành refresh thì bạn thấy là data của mình nhận được ở ngoài màn hình đó chính là 1212. Vậy thì bạn thấy là index và edit ở đây chính là một action bên trong controller. Và tên của module mà tên đường dẫn application mà chúng ta đang chạy ở đây đó chính là tên của module. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một module tương tự như thế này để chúng ta chạy thử trước ha. Và chi tiết cấu hình của một module thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua các bài học tiếp theo. Vậy thì để tạo được một module, tạm thời mình sẽ đóng index controller này lại ha. Bạn thấy thì ở đây chúng ta có một số thư mục, mình sẽ mở hết ra. Trong module application các bạn có thư mục config. Và bên trong config có một file là module. File này sẽ chứa các cấu hình về project của chúng ta, bao gồm là đường dẫn, rồi controller đang gọi tới, cũng như là view hoặc là một số thông tin khác. Bây giờ mình sẽ mở module này lên ha. Thì bạn thấy là ở đây chúng ta có các định nghĩa như sau, bao gồm là router. Router chính là người ta đã đặt ra một tên gọi cho đường dẫn này. Bạn thấy thì ở đây mình có một route với nội dung là duyệt, tức là ở trang chủ thì bạn gõ là public duyệt. Nó sẽ render cho bạn trang welcome là trang chủ. Tiếp theo ở đây mình còn một route nữa với tên là application. Đường dẫn là application duyệt action. Chính là mình đã ghi là application duyệt index. Thì application này chính là ở đây ha. Và action này đó chính là index. Và index này chính là ở trong controller. Người ta sử dụng là controller index này ha. Ngoài khai báo route thì ở đây mình còn có là controller. Thì hiện tại đối với module application chúng ta chỉ có một controller duy nhất là index controller. Cho nên người ta đã khai báo controller ra ở đây. Tiếp theo thì bạn thấy chúng ta có khóa view manager. Ở đây hiển thị một số thông báo ha. Thì bạn có là trang index, trang layout, trang 404 và trang error của index. Và chúng ta có một khai báo nữa là template bus tag. View manager này đó chính là gọi về thư mục view mà trả về giao diện này cho chúng ta ha. Thì ở đây tạm thời mình chỉ giới thiệu sơ qua về các thư mục như thế này. Về chi tiết và cấu hình cách tạo ra như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở các bài học sau. Tiếp theo thì bạn thấy là trong thư mục src chúng ta có một thư mục là controller. Bên trong có một controller ha. Thì ở đây sẽ khai báo các action của chúng ta. Ví dụ như mình gõ index thì nó render ra view là welcome. Mình tạo một action là edit thì chúng ta sẽ gõ vào đây là edit. Tiếp theo thì trong src còn có một file nữa đó chính là module. Ở đây sẽ chứa thông tin cấu hình gọi về file module này. Ngoài ra thì hiện tại đối với application chưa có thông tin cấu hình gì khác cho nên người ta chỉ viết một phương thức duy nhất là getConfig. Thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu về tất cả các phương thức mà chúng ta có thể tạo ở trong module này ha. Tiếp theo thì bạn có là thư mục test. Thư mục test này có chức năng là giúp chúng ta kiểm tra xem module của chúng ta có chạy thành công hay không. Thư mục view thì ở đây hiện tại người ta đang tạo ra 3 thư mục là application, error và layout. Người ta sẽ đứng từ controller và render ra view ha. Ví dụ như ở đây bạn thấy là mình mở index controller. Trong index action này người ta đang return về view model thì trả về cho mình trang welcome. Tuy nhiên nếu mà ở đây mình thực hiện như sau, mình cũng sẽ return về view model ha. Mình trước tiên comment nội dung này lại. Rồi, mình cũng viết là return về view model. Ở đây mình sẽ sửa lại là edit. Thì bạn thấy chúng ta nhận được một lỗi đó chính là không thể render ra template application index edit. Lý do là mình chưa tồn tại view edit này trong thư mục view.
Thì bạn thấy là ở trong thư mục view của mình có là tên application chính là tên module. Tên của index này là controller, index controller ha. Tiếp theo là index chính là view model mà chúng ta tìm thấy. Thì rõ ràng là trong application index chưa có file giao diện nào với tên là edit, do đó nó sẽ thông báo cho chúng ta một lỗi. Vậy thì ở trong index này mình sẽ lưu một file và mình đặt tên là edit cùng với tên của action luôn ha. .html. Lúc bây giờ mình enter. Ở đây mình sẽ viết HTML. Sau đó thì tạm thời mình sẽ render ra một câu thông báo là hello world. Rồi, mình sẽ thử refresh lại đường dẫn này. Thì bạn thấy là sau khi chúng ta đã tạo view edit trong thư mục view thì mình nhận được thông báo đó chính là hello world, chính là giao diện mà mình đã tạo ra ở đây. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có application error. Thì giả sử như bạn gõ một đường dẫn lỗi không tồn tại ha, mình gõ một đường dẫn bất kỳ thì nó render ra chúng ta là trang 404, chính là giao diện error ở đây. Ngoài ra thì chúng ta còn có layout chứa tất cả các sự nguồn mà giống nhau trong các view. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về các thành phần bên trong của module application. Bài học tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một module tương tự như application này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo. Thank you.